Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 29 tháng 1 đã diễn ra trận đấu muộn của vòng 20 giải Ngoại hạng Anh giữa Tottenham với Liverpool. Mặc dù phải làm khách và đang trải qua chuỗi trận khá tệ, nhưng Liverpool mới là đội bóng nhập cuộc ấn tượng hơn so với Tottenham. Sức ép mà đoàn quân áo đỏ tạo ra khiến gà trống buộc phải chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, đó cũng là thời điểm để những ngôi sao tấn công của Tottenham có khoảng trống để chơi bóng. Ngay ở phút thứ tư của trận đấu, Son Heung-min thoát sướng cực nhanh trước khi dứt điểm quyết đoán tung lưới Liverpool. Nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng bởi lỗi vị trước đó của ngôi sao người Hàn Quốc. Dẫu vậy, đó cũng là lời cảnh tỉnh dành cho cầu thủ dâng cao của Liverpool, bởi bởi vị sẽ là con dài lưỡi đối với họ. Những phút tiếp theo chứng kiến liên tiếp những cơ hội dành cho đội khách với sự năng nổ của Sadio Mane. Thế nhưng sự thiếu chính xác trong những pha bóng cuối cùng đã khiến cơ hội lần lượt trôi qua. Tưởng như hiệp một sẽ khép lại với kết quả hòa không bàn thắng, thì Liverpool bất ngờ có bàn mở tỷ số đúng vào phút bù giờ cuối cùng. Pha đột phá dũng mãnh của Sadio Mane và sau đó là đường chuyền dọn cỗ của anh giúp cho Firmino ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Bước vào hiệp 2, những vị khách ảo lên tấn công và thành quả đến với họ từ rất sớm. Phút thứ 47, Alexander Arnold băng vào đá bồi hiểm hóc nhưng đôi cách biệt cho Liverpool. Chỉ 2 phút sau, Tottenham có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Tottenham làm được ở trận đấu này, nhất là khi tiền đạo chủ lực Harry Kane dính chấn thương phải rời sân ở đầu hiệp 2. Phút thứ 56, công nghệ VAR lần thứ 2 vào cuộc để xác minh bàn thắng công nghệ của Salah khi trước đó Firmino đã chơi bóng bằng tay. Thế nhưng, VAR đã không cứu được Tottenham ở phút 65 khi trung vệ Rodon mắc sai lầm nghiêm trọng để Sadio Mane thoải mái dứt điểm, nâng tỷ số lên 3-1. Những phút còn lại của trận đấu chứng kiến sức ép của Tottenham, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Mourinho đã không làm được điều mình muốn và đành nhận thất bại với tỷ số 3 trên sân nhà. Ngược lại, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp đã có thể nở nụ cười chiến thắng sau chuỗi trận bế bát ở thời gian qua. Bảng xếp hạng tạm thời của giải Ngoại hạng Anh, Manchester City dẫn đầu với 41 điểm, đứng thứ hai là Manchester United 40 điểm, xếp thứ ba là Leicester City 39 điểm, Liverpool leo lên vị trí thứ tư với 37 điểm, West Ham tụt xuống vị trí thứ năm với 35 điểm, đứng thứ sáu là Tottenham với 33 điểm, Everton đứng thứ bảy với 33 điểm, Chelsea xếp thứ 8 với 30 điểm, Arsenal xếp thứ 9 với 30 điểm, Aston Villa đứng thứ 10 với 29 điểm, xếp thứ 1 là Southampton 29 điểm, đứng thứ 12 là Leeds United với 26 điểm, 13 là Wolves 23 điểm, 14 là Crystal Palace 23 điểm, 15 là Burnley 22 điểm, đứng thứ 16 là Newcastle 19 điểm, Brighton đứng thứ 17 với 18 điểm, Fulham xếp thứ 18 với 13 điểm, West Brom đứng thứ 19 với 11 điểm, và cuối cùng là Sheffield United 8 điểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Các bạn có đánh giá gì về kết quả và bảng xếp hạng? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.